Ô tô Kinh Môn xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Thì quý anh chị các bạn đang theo dõi kênh đừng quên cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh. Anh em xin cảm ơn. Thì hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2019, bên em xin giới thiệu quý anh chị các bạn một chiếc dòng xe rất là mang thương hiệu của Nhật và rất là bền xe quý anh chị các bạn nhé. Xe còn khá là đẹp, đó là chiếc Mazda 626 bản GLX được sản xuất năm 2002, số sàn, xe được trang bị động cơ xăng 2.0, còn xe còn khá đẹp quý anh chị các bạn nhé. Thì bên em đang chào bán mức giá 138 triệu, báo rút hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn. Thì quý anh chị các bạn đang có nhu cầu tìm một chiếc xe để gia đình đi lại hoặc che mưa che nắng thì liên hệ bên em theo số điện thoại 0943622621 em Khanh, hoặc đến trực tiếp tại chợ ô tô Kinh Môn cụm công nghiệp Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để kiểm tra xe và xem xe. Vâng, em xin giới thiệu thêm là chợ ô tô Kinh Môn bên em thì hiện tại đang có gần 100 đầu xe, các loại có đầy đủ các chủng loại dòng xe quý anh chị các bạn nhé. Giá tiền từ 100 triệu đến 500 triệu. Đấy, quý anh chị các bạn có thể đến trực tiếp tại chợ ô tô Kinh Môn để xem và có nhu cầu với dòng xe nào thì có thể liên hệ bên em. Vâng, thì bên em đang có rất nhiều các dòng xe đang có mặt tại chợ. Đây là tôi quay trở lại với cái chiếc Mazda 626 sản xuất năm 2002, số sàn này. Thì bây giờ quý chị các bạn cùng em xem chi tiết toàn bộ cái tổng thành của chiếc Mazda. Xe còn khá đẹp quý chị các bạn nhé. Thì mức giá bên em đang chào bán là 138 triệu, bao rút hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc cho quý chị các bạn. Đây, với cái dòng phiên bản GLX này, chiếc Mazda 626 này thì dòng xe rất là bền xe quý chị các bạn nhé. Xe chạy đầm xe, chắc xe, còn xe cũng còn khá là đẹp. Đây quý chị các bạn có thể nhìn thấy cơ bản là xe còn khá đẹp. Thì với cái phiên bản GLX 2002 này thì chưa có na răng đúc quý chị các bạn nhé, vẫn là na răng thường, nhưng mà cái bốn nốt còn khá là mới. Quý chị các bạn có thể nhìn thấy cùng em là bốn nốt cũng còn khá là mới. Cái form xe là cũng khá là nhỏ gọn. Thì quý chị các bạn, gia đình nhà mình có nhu cầu để gia đình đi lại hoặc che mưa che nắng trong mùa mưa này thì với mức giá là 138 triệu thì cũng khá là ổn. Quý chị các bạn có thể liên hệ bên em để sở hữu chiếc Mazda này. Và xe, cái dòng xe cũng mang khá là thương hiệu quý chị các bạn nhé, với thương hiệu của Nhật. Thì đây quý chị các bạn tiếp tục cùng em kiểm tra toàn bộ cái tổng xe này, tổng thành bên ngoài xe. Vâng, bên cam kết là xe tư nhân chính chủ nhé, quý chị các bạn nhé, hoàn toàn là không taxi dịch vụ. Đấy quý chị các bạn, bên em cam kết là hoàn toàn xe không taxi dịch vụ và không tai nạn ngập nước. Đấy, keo chỉ zin toàn xe, còn xe cơ bản còn khá là đẹp. Thì quý chị các bạn có thể nhìn thấy cùng em cái tổng thành của chiếc xe, thân vỏ còn rất là căng luôn nhé quý chị các bạn nhé. Bên em cam kết là xe hoàn toàn là không đâm đụng, tai nạn gầm bệ còn khá là chắc chắn. Riêng cái dòng Mazda này thì xe rất là đầm xe và chắc xe. Quý chị các bạn hoàn toàn yên tâm với cái gầm bệ của chiếc Mazda này. Thì bây giờ quý chị các bạn cùng em đi vào trong cái phần nội thất của chiếc Mazda. Thì đây quý chị các bạn nhìn thực tế này, em quay thì có cơ bản cái phần nội thất của nó thì cơ bản thế này là cũng khá là ok quý chị các bạn nhé. Còn khá là đẹp đúng không ạ? Thì về một số sần, vết sần thì theo năm tháng sử dụng thì cũng khó tránh khỏi được, nhưng cơ bản là còn khá là đẹp. Với phần da bọc ghế của chiếc xe như này nó cũng rất là ok quý chị các bạn nhé. Phần đây quý chị các bạn có thể nhìn thấy cái phần nỉ trần mà
lý bọc trần này còn nguyên bản nhé quý chị các bạn nhé, và hoàn toàn là không vết xước sát hay là hỏng hóc gì cả, rất là đẹp đúng không ạ. Đấy, phần nội thất của chiếc xe là cơ bản như thế này là đẹp rồi quý chị các bạn nhé. Tâm lý cũng còn khá là sáng đây, tâm lý mặt tiền này, tâm lý cửa còn khá là sáng. Bên em cam kết là xe hoàn toàn là không taxi dịch vụ. Đấy. Xe cơ bản còn khá là đẹp. Xe rất là đầm xe quý chị các bạn nhé. Đầm và chắc xe. Đấy. Quý chị các bạn có thể đến trực tiếp tại chợ ô tô Kinh Môn, cụm công nghiệp Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương để kiểm tra xe trực tiếp. Phiên bản này là chưa có túi khí an toàn. Vâng, có hệ thống phanh ABS nhé quý chị các bạn nhé. Phanh ABS. Và hệ thống điều hòa này cũng khá là mát, em từ nãy giờ ngồi trong xe này là cũng khá là ngồi thấy cũng hiện tượng rét rét đấy quý chị các bạn nhé. Vâng, điều hòa còn khá là mát, rất là chạy rất là tốt, âm thanh thì còn vẫn còn rất là chất lượng. Đây, tổng thành nâng hạ kính, điều chỉnh gương là đầy đủ quý chị các bạn nhé. Phần keo chỉ là bên em cam kết này, keo chỉ zin toàn xe. Vâng, cam kết là xe hoàn toàn không đâm đụng tai nạn và ngập nước. Đấy, quý chị các bạn hoàn toàn yên tâm với cái chất lượng về chiếc xe này. Bên em cam kết cho quý chị các bạn. Khoang cơ bản cái khoảng về cái phần nội thất này còn khá đẹp. Vâng, keo chỉ như em đã nói là keo chỉ zin toàn xe. 4 nốt còn khá đẹp quý chị các bạn nhé. Không gian bên trong cũng rất là rộng rãi. Đấy. Bên em đang chào bán mức giá 138 triệu. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho quý chị các bạn. Vâng, như này là rất là ok rồi quý chị các bạn nhé. Vâng, với mức giá và tầm tiền này, chất lượng xe thì bên em cam kết là xe còn khá là đẹp. Vâng, mức giá là bên em đưa ra là khá hợp lý với chiếc xe. Quý chị các bạn có nhu cầu mà tìm một chiếc xe để che mưa che nắng gia đình đi lại trong cái mùa mưa này thì liên hệ bên em để sở hữu chiếc Mazda 626 đời 2002 này, phiên bản GLX quý chị các bạn nhé. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0 và mức tiêu hao nhiên liệu dao động trong tầm khoảng 8 lít trên 100 cây và cũng khá là ổn quý chị các bạn. Với mức tiêu hao nhiên liệu như vậy thì cũng khá là ổn quý chị các bạn nhé, không phải là cao lắm. Nói chung về cái nội thất và cái trang thiết bị kèm theo xe như này là đảm bảo cho khá là ổn quý chị các bạn nhé. Đây, quý chị các bạn có thể tiếp tục cùng em đi kiểm tra phần động cơ của chiếc xe Mazda 626 này. Như em đã nói là động cơ xăng 2.0. Vâng, với mức tiêu hao nhiên liệu dao động trong tầm khoảng 8 lít trên 100 cây thì khá là ổn quý chị các bạn nhé. Để quý chị các bạn nhìn thực tế về cái động phần khoang động cơ của chiếc xe. Đây quý chị các bạn có thể nhìn thấy. Đấy. Vâng, còn khá là ổn quý chị các bạn nhé. Để quý chị các bạn nhìn thật kỹ của em này. Động cơ còn khá là khô. Đây, còn rất là khô luôn nhé quý anh chị bạn nhé, không hiện tượng giò dầu hay gì dầu gì. Đấy. Theo 5 tháng sử dụng thì thời gian sử dụng khá là dài nên là hơi bẩn một chút, mà hiện khoang động cơ như này là còn khá là khô quý anh chị bạn nhé. Đấy. Các chi tiết là đây quý anh chị bạn có nhìn thấy. Vâng, xe còn khá là đẹp. Bên em cam kết là xe hoàn toàn là không tai nạn ngập nước. Vâng, đây quý chị các bạn nhìn thấy khoang động cơ, xe động cơ rất là êm đúng không ạ. Vâng, thì quý chị các bạn có nhu cầu với chiếc Mazda 626 được sản xuất năm 2002 số sàn này thì liên hệ bên em theo số điện thoại 0943 622 611, em Khanh, hoặc đến trực tiếp tại chợ ô tô Kinh Môn, cụm công nghiệp Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương để kiểm tra xe và xem xe. Bên em đang chào bán mức giá 138 triệu, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển cho quý chị toàn quốc quý chị các bạn nhé. Vâng, như em đã nói là chợ ô tô Kinh Môn em đang có rất nhiều các dòng xe đang có mặt tại chợ. Nên là quý chị các bạn có nhu cầu thì cũng liên hệ bên em
và họ đến trực tiếp tại chợ ô tô Kinh Môn để kiểm tra xe và xem các dòng xe đang có mặt tại đây. Em xin chào và hẹn lại quý chị các bạn ở video tiếp theo.